Đến với bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thiết lập khổ giấy, đơn vị cũng như là cách sử dụng template trong phần mềm AutoCAD 2015. Đây là giao diện AutoCAD khi chúng ta vừa mở ra. Và khi các bạn kích vào biểu tượng hình chữ A mà các bạn kích vào New để tạo ra một bản vẽ mới. Các bạn thấy rằng phần mềm AutoCAD sẽ cho chúng ta một cái hộp thoại có tên là Select Template. Template là gì? Template các bạn có thể hiểu rằng đó là một loại định dạng khuôn mẫu chứa các cái thông tin về cái đơn vị cũng như khổ giấy và các nhiều thông tin khác và giúp các bạn có thể sử dụng để vẽ. Đấy, và đuôi của nó là đuôi VKT. Và mặc định của AutoCAD khi các bạn bắt đầu một cái bản vẽ thì chúng ta sẽ được sử dụng file acad.dvkt. Đấy, các bạn có thể kích vào Open. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một bản vẽ mới. Tiếp theo, các bạn có thể gõ lệnh MV Setup. Đấy, các bạn Enter. Đây chính là lệnh để giúp các bạn có thể thiết lập khổ giấy cũng như là đơn vị trong AutoCAD. Ở đây, nó hỏi rằng các bạn có muốn sử dụng cái không gian bản vẽ không? Thì các bạn hãy chọn cho mình là No. Đấy. Tiếp theo, nó bảo các bạn là hãy lựa chọn cái đơn vị mà các bạn muốn sử dụng. Các bạn có thể chọn bằng cách sử dụng phím lên xuống hoặc là sử dụng chuột. Đấy. Ở đây mình sẽ chọn Metric hoặc Decimal. Mình sẽ chọn Metric chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo nó bảo là các bạn hãy lựa chọn cái tỷ lệ. Ở đây có các số đây. Đấy. Và tương ứng với số nó sẽ có một tỷ lệ. Và mình sẽ chọn tỷ lệ 1:1. Đấy, mình gõ 1 và Enter. Tiếp theo phần mềm bảo rằng chúng ta hãy điền cái thông số độ rộng của tờ giấy và mình sẽ cho nó là 420. Enter. Chiều cao mình sẽ cho nó 297. Đấy, đây là thông số của khổ giấy A3. Mình Enter. Các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một cái khổ giấy. Đây, đấy, đúng khổ giấy với kích thước 420 nhân 297. Và các bạn có thể sử dụng lệnh Deep. Ở đây mình có thể sử dụng lệnh Line chẳng hạn. Mình sẽ thử bắt vào điểm này. Bắt vào điểm này, các bạn thấy nó có kích thước là 420 nhân 297, chính xác như khổ giấy. Và các bạn lưu ý rằng đấy, cái bản vẽ của chúng ta nó đang được vẽ ở tỷ lệ 1:1 ở đây. Đấy. Và là đơn vị decimal. Đấy. Tiếp theo các bạn cũng có thể gõ lệnh Unit. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình và Enter. Chúng ta sẽ ra được hộp thoại đơn vị của bản vẽ. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta đang sử dụng hệ đơn vị thập phân decimal. Đấy. Precision tức là độ chính xác sau dấu phẩy, các bạn cho nó về 0. Đấy. Một angle chúng ta cũng lựa chọn cái loại góc và chúng ta cũng chọn decimal degree. Và cái chỗ chính xác mình cũng chọn là 0. Đấy. Ở đây thì mình sẽ cho nó về mm. Đấy. Và mình kích vào OK. Đấy. Như vậy chúng ta đã tạo ra được một cái thiết lập về bản vẽ, về đơn vị cũng như khổ giấy nó sẽ nằm đây. Đấy. Ngoài ra các bạn cũng có thể thiết lập các cái thông số bản vẽ ban đầu bằng cách các bạn gõ lệnh cho mình lệnh Start Up. Các bạn nhìn trên màn hình và Enter. Ở đây giá trị mặc định của AutoCAD là 3 và các bạn gõ cho mình lệnh 1 và Enter. Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay vào chữ biểu tượng này, kích vào New. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ không còn vào cái hộp thoại Select Template nữa mà chúng ta sẽ có một hộp thoại để thiết lập. Đấy, chúng ta sẽ có các tùy chọn. Đấy. Ví dụ đây chúng ta cái lựa chọn đầu tiên là các bạn sử dụng cái Start From Scratch và các bạn có thể lựa chọn đơn vị đây. Đấy. Hoặc các bạn chọn đây để chọn template như lúc nãy. Đấy. Hoặc chọn Use a Wizard để sử dụng các công cụ để thiết lập một bản vẽ. Ở đây sẽ có cái thiết lập nhanh hoặc thiết lập chuyên sâu và mình sẽ chọn Advanced Setup để thiết lập chuyên sâu. Mình kích vào OK. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hộp thoại. Đầu tiên là Unit. Các bạn muốn lựa chọn đơn vị gì? Và mình chọn Decimal, tức là đơn vị thập phân. Mình chọn độ chính xác là sau dấu 0, 0, 0 sau dấu phẩy. Đấy. Tiếp theo các bạn kích vào Next. Tương tự là góc, mình chọn Decimal Degree. Mình kích vào Next. Ở đây chính là cái định hướng Đông Tây Nam Bắc hướng trong bản vẽ. Mình để mặc định, mình kích vào Next. Ở đây chúng ta sẽ chọn cách tính góc như thế nào. Đấy. Nếu như các bạn tính góc theo chiều ngược kim đồng hồ, chúng ta sử dụng chế độ Counterclockwise.
Còn nếu các bạn kích vào clockwise, chúng ta sẽ tính góc theo chiều thuận kim đồng hồ. Và mình sẽ để mặc định clock counter clockwise. Đấy. Mình kích vào next. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn cái kích thước khổ giấy. Đấy. Các bạn có thể đánh cho nó ở đây. Và mình sẽ chọn khổ giấy A3 420 x 297. Mình kích vào finish. Đấy. Các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một bản vẽ và nó đã thiết lập cho mình những cái thông số. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra, ví dụ như là mình gõ vào lệnh init enter. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta đã thiết lập thế. Đấy. Và sau khi các bạn thiết lập xong một cái bản vẽ có cái tiêu chuẩn về cái thông số đơn vị thế cũng như là cái khổ giấy, các bạn có thể kích vào cái biểu tượng này và chọn save as. Và các bạn có thể chọn là save as drawing template, tức là save as lại thành một cái file template để có thể sử dụng sau này. Đấy. Sau đây các bạn có thể lựa chọn đặt tên cho nó, ví dụ như đây là mình chọn khổ giấy A3. Đấy. Đơn vị là metric. Đấy. Thì như thế này chẳng hạn. Và mình có thể kích vào save. Và ở đây mình sẽ chọn ok. Ngoài ra các bạn trước khi ok, kích ok các bạn có thể là điền cho nó các thông tin, ví dụ như là tiêu chuẩn metric chẳng hạn. Đấy. Khổ A3 đấy, miêu tả. Các bạn sau này có thể nhận biết, kích vào ok. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cách như này. Đấy. Chọn đây, các bạn sẽ thấy. Đấy, chúng ta đã có một cái template riêng của các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể là tạo ra cho mình nhiều file template để sử dụng. Đấy. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể thiết lập các cái đơn vị đấy, cũng như là khổ giấy, cũng như là sử dụng template trong phần mềm AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.